Hiện tại thì Ngọc Trai đang có mặt tại sự kiện X Effect. Đây là một sự kiện rất là thú vị dành cho những ai yêu thích sự khám phá và tất nhiên yêu thích cả cái đẹp nữa. Hiện tại thì trước mặt Ngọc Trai, ngoài các bạn khán giả ra thì còn có rất là nhiều hot girl và cả công nghệ tương tác đem hình ảnh 3D ra ngoài đời thực nữa. Các bạn hãy cùng Ngọc Trai vào xem để biết được sự tình nhé. Vui là mình là fan của Facebook, fan của X nên là vừa vô này mọi người là kêu gọi là thấy có sự kiện đây thấy cũng rất là lạ nên muốn coi thử. Cái cảm giác của mình á, lần đầu tiên mình thấy á, đây là một cái chương trình nó mới và nó rất sinh động. Rất là lạ. Rất là vui anh. Mình cảm thấy nó rất là lạ vì cái công nghệ này lần đầu tiên nó xuất hiện tại Việt Nam. Cái này thực sự là rất là lạ. Lần đầu tiên mà nói chung là cảm giác mà nhảy với hot girl á. Tự nhiên cái này mà bạn cứ cầm cái chai đó mình xẹt rồi xong ra hot girl. Bên cạnh mà trước giờ mình đâu giờ được như vậy đâu. Mình thích màu xanh lá cây nhất tại vì màu đó nó có cảm giác mùi vị rất là lạ nên nó tạo ra sự khác biệt giữa những cái loại dầu khác. Nghe mùi hương rất là ok, rất là hấp dẫn. Thì đúng rồi, đàn ông mà vận động nhiều giống như bây giờ nè, tức là hôi mà xịt rào á thì mình như là mình mất đi được cái mùi hôi rồi đó. Cảm nhận như là nó luôn có những người đẹp bên cạnh mình. Mình cảm thấy là được tương tác với các cô gái nên đó là một điều mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Thực ra đó mình đi học á, mình có xài sản phẩm bên nước ngoài rồi. Thực sự là rất là vui tại vì sợ là về Việt Nam á mình không có sản phẩm ưng ý đó, mà cũng may là giờ về thấy X ra thị trường này á cũng rất là vui mà giờ mình đã có sản phẩm của mình xài trong tay rồi. Sau sự kiện này thì chắc chắn tôi sẽ giới thiệu bạn bè cũng như là mình sẽ chọn một sản phẩm của X để sử dụng, nhất là các anh mà đang cô đơn. Và các anh cô đơn ơi, nếu các anh không muốn cô đơn nữa thì hãy dùng X Effect nhé.
Khương cảm ơn đã tham gia vào chương trình của em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình và Ngọc Trai hy vọng rằng sẽ được gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo, những sự kiện tiếp theo do X tổ chức. Tạm biệt các bạn.